AI cho trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Tôi sẽ chia sẻ những hiểu biết về sự sáng tạo trong học ngôn ngữ. Ok, ngài hãy tăng sao. Chủ đề nét kỳ tổng chốn nổi là vì tắt mỗi về các sử dụng AI rồi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Tôi sẽ chia sẻ những hiểu biết về sự sáng tạo trong phục ngôn ngữ. Ok. Ok. Tôi bắt đầu với các đối tác ngôn ngữ dạy tôi tiếng Việt. Chúng tôi cố gắng làm cho các buổi học trở nên sáng tạo. Ví dụ, chúng tôi tập trung vào 10 từ cụ thể, thường liên quan đến một nhà hàng, thời gian trôi qua và khi AI phát triển, chúng tôi tự hỏi liệu con người có thể theo kịp sự sáng tạo của nó không? AI cung cấp đầu vào rõ ràng và có cấu trúc, nhưng liệu nó có cải thiện sự sáng tạo của chúng ta hay không? Tôi bắt đầu với các ngôn ngữ dạy tôi tiếng Việt. Chúng tôi cố gắng làm cho các buổi học cho nên sáng tạo. Ví dụ, chúng tôi tập trung vào mỗi chữ cụ thể, chuông lên quan đến một nhà hàng. Tôi dành cho quá và khi AI phát triển triển chúng tôi trừ hồ lưu phong nổi có thể theo kịp sự sáng tạo của nó không ai cung cấp đào vào lo lắng và cố tạo chức những liệu nó có cải thiện sự sáng tạo của chúng ta hay không. Chúng ta có thể trao đổi về sáng tạo AI. Em Sunny sáng tạo là bao lâu và AI? Sử dụng AI thì chỉ khoảng mất 1 phút đến vài giây là có thể sử dụng được trí tuệ nhân tạo của AI. Ngày xưa thì chuẩn bị một bài học thì rất là tốn thời gian, nhưng hiện nay hầu như mọi người đều sử dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc, vào học tập, vào tất cả mọi thứ, nên AI rất giúp ích cho con người. Và trong tương lai gần thì sẽ có nhiều robot sẽ thay cho nhiều người. Và thế là con người sẽ dần dần mất đi công việc, mà thay vào đó là những robot làm việc. Robot làm việc thì sẽ có năng suất hơn là con người làm. Tôi Sunny được sáng tạo là không là không không là Unlimited, unlimited. So nên chúng ta học tập 50% và AI and 50% học cho sáng Vâng. tạo. Thắng em Suni sáng tạo là gì? Sáng tạo là mình làm ra một cái gì mới mẻ và có vẻ hấp dẫn, thu hút đến người xem mà có thể là những thứ trước đây chưa có.
Và từ những cái vật dụng bình thường mình có thể tạo ra một thứ đồ chơi, những thứ mới mẻ thì cái đó gọi là sáng tạo. Ok. Ok. Tốt. Tốt. Ừ, đọc tiếp, đọc Dạ tiếp. dạ tốt tiếp, tốt tiếp. Dạ. À, quy tắc mới là phương pháp 50-50% học từ AI và 50% từ sự sáng tạo của con người. Sử dụng chỉ AI có thể khiến chúng ta tin rằng mình đang sáng tạo, nhưng sự sáng tạo thật sự đòi hỏi nhiều hơn thế. AI có thể tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Nhưng sáng tạo của tôi không chỉ được cải thiện vì AI, lợi thế là tốc độ học tiếng Việt của tôi tăng lên đáng kể. Ok. Quy tắc mới là phương pháp 50 50 50 phát triển học từ AI và 50 phát triển từ sự sáng tạo của con người. Sử dụng chỉ AI có thể khiến chúng ta tin rằng mình đang sáng tạo, nhưng sự sáng tạo thật sự đòi hỏi nhiều hơn thế. AI có thể tạo là kết quả đáng kinh nhất. Nhưng sáng tạo của tôi không chỉ tức cải thiện vì AI, lỗi tệ là tốc độ học tiếng Việt của tôi tăng lên đáng kể. Tôi muốn học trao đổi ngôn ngữ thực truyền và AI 50 phát triển và 50 phát triển cho sáng tạo. Thôi chúng ta có thể làm kế hoạch về trao đổi ngôn ngữ học từ trao đổi ngôn ngữ trực tuyến và AI. AI giúp chúng ta Tốt hơn, nhanh đọc nhanh hơn. nhưng mà AI không giúp chúng ta có sáng tạo là tu chúng ta Sunny không Vâng. AI À. nhưng chúng ta học và AI chúng ta có thể chúng ta là thông minh và AI bắt nhưng mà sáng tạo không sáng tạo những lắc của sáng tạo không chứng chính ok Vâng. thân em Sunny là bao lâu về sáng tạo AI về ý như của tôi À, tự mình suy nghĩ thì rất tốn thời gian, nhưng khi mình đặt câu hỏi để hỏi AI thì AI sẽ có một câu trả lời chính xác và tốc độ rất là nhanh cho mình. Ngày xưa thay vì sử dụng Google để tìm hiểu, nhưng bây giờ thì có thể sử dụng ChatGPT để hỏi nhiều thứ, và thay vào đó là thay đổi sử dụng ChatGPT thay thế cho Google. Ok. Đúng rồi. Ok. Ok. Tôi có thể nêm một chữ. Nên chúng ta có thể cho chú em
về chủ đề quan tâm qua Vâng. chung chung chúng ta. Ok, quan tâm của tôi là không tốt, nhưng Không mà sao. không sao, ok, nhưng mà chúng ta cố gắng trao chuyện về chủ đề quan tâm của chúng ta. Ok, tốt, tốt, ok. Thầy đừng suy nghĩ là phát âm của mình không tốt. Nếu thầy suy nghĩ phát âm của mình không tốt thì thầy vẫn phát âm không tốt. Thầy phải suy nghĩ mỗi ngày mình sẽ phát âm tốt hơn. Ok. Thầy hiểu em nói không? Ok. Tốt, next tốt, next Học là tiếp. bên 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 next. Ok. Sự sáng tạo rất cần thiết cho đổi mới tình hình thành ý tưởng, quan điểm và tình bạn mới. Học với AI rất có lợi, nhưng chúng ta cũng phải thử thách bản thân để tự tạo ra những điều mới mẻ. Trong trao đổi ngôn ngữ của tôi, chúng tôi kết hợp sự trợ giúp của AI với các bài tập sáng tạo, nhưng tạo câu từ hình ảnh. Phương pháp này giúp chúng tôi gắn bó sâu sắc với ngôn ngữ. Dù sáng tạo rất gắn kết dù đôi mối hình thành ý tưởng quan điểm và tin bán mối học bồi AI rất có lỗi, nhưng chúng ta cũng phải chú tất bản thân để chú tạo là những chú mối mẹ trong trao đổi ngôn ngữ của tôi. Chúng tôi kết hợp sự cho chép của AI bồi các bài tập sáng tạo như tạo của cao chữ hình ảnh. Phương pháp này giúp chúng tôi cán bộ sâu sắc bồi nồng nung. Vâng. Các sáng tạo là như em thân Sony về các sáng tạo khi chúng ta học trao đổi ngôn ngữ trực tuyến phương pháp là gì cho sáng tạo em xuân Phương pháp học của em là ví dụ em đang học tiếng tiếng Nhật thì em sẽ lái tiếng Nhật em học tiếng Hàn, và nếu em học tiếng Hàn thì em sẽ lái tiếng Hàn học tiếng Indonesia. Như vậy thì sẽ liên kết với các ngôn ngữ của mình đang học và mình có thể nhớ một lúc được nhiều ngôn ngữ hơn. Và phải viết nhật ký. Tập viết nhật ký từ những câu đơn giản thì mình sẽ có thói quen học mỗi ngày, thì như thế sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Ok, đồng lời. Tôi Sunny, tôi Sunny. Chúng ta khi chúng ta học ngôn ngữ, foreign language, ngôn ngữ, chúng ta có thể làm việc tư vấn và cao chuyên ô châu 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 chuyên Vâng, chúng đúng ta rồi. có thể suni suni làm việc tư vấn cao trao chuyên tôi gian
dài. Ừ. It takes long time to Ừ. make word sentence conversation for ourselves without any reference. Ừ. And so chúng ta có thể học trao đổi ngôn ngữ trực tuyến và AI 50% phát triển. Vâng. Chúng ta có thể học cho sáng tạo, nên chúng ta làm việc tư vấn cao cao tiếng tiếng Hàn, tiếng Việt, and châu chuyên Ok. Vâng. Ok, talk, talk next. Vâng. Đây là cốt lõi của quy tắc mới của tôi, sử dụng AI làm tài liệu tham khảo cho 50% việc học và dành 50% còn lại cho sự sáng tạo. Sự cân bằng này giúp trải nghiệm học tập của chúng ta phong phú và hiệu quả hơn. Sáng tạo là động lực của những ý tưởng mới, vì vậy chúng ta không nên hoàn toàn phụ thuộc vào AI. Đây là cổ lỗi của quy tắc mới của tôi. Tôi dùng AI làm tài liệu lưu tầm cao cho 50% bác học và dẫn 50% còn lại cho sự sáng tạo, sự cân bằng nhảy trước trải nghiệm học tập của chúng ta phong phú và hiệu quả hơn. Sáng tạo là độc lập của những ý chướng mới. Vì vậy, chúng ta không nên hoàn toàn phụ thuộc vào AI. Được, Em em đọc tiếp. Em đọc tiếp nha. cao hồi tôi có cao hồi sáng tạo Vâng. sáng tạo ý chung mồi có sáng tạo không? Em Sony bảo lão Thực sự mà nói thì làm công việc gì hay học tập đều có sự sáng tạo. Tùy vào công việc mà sự sáng tạo khác nhau. Đối với công việc của em thì không cần sự sáng tạo nhiều cho lắm, vì công việc có sự sắp xếp sẵn. Mỗi ngày thì đều làm công việc rất giống nhau, nên không có gì mới mẻ. Còn công việc của thầy thì sao? Và thầy có sử dụng sự sáng tạo vào công việc không? cái chủ đề sáng tạo là chúng ta có thể nói về sáng tạo chủ đề. Ok, last. Vâng. Bằng cách chấp nhận cách tiếp cận cân bằng này, chúng ta có thể tận dụng AI để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ trong khi vẫn phát triển khả năng sáng tạo của mình. Bằng cách này, chúng ta trở thành những người học giỏi hơn và những nhà tư tưởng sáng tạo hơn. Vắng cặp chấp nhận các thiết càng cần vắng ngại. Chúng ta có thể tận dụng AI để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ trong khi bạn phát triển khả năng sáng tạo của mình. Bằng cách này, chúng ta cho tăng những người học giỏi hơn và những nhà từ chúng sáng tạo hơn. Ok, chúng ta học
ngồi nu để nói giải thoát con nhất vì nên chúng ta có thể học và AI chúng ta có thể xuống trên tăng tàu phát triển tăng tàu của chúng tôi. Ok, now Korean. Nè. The same. So don't. Okay. Online 언어 교환에서 AI를 사용하는 새로운 규칙입니다. 언어 학습에서 창의성에 대한 통찰을 공유합니다. Online 언어 교환에서 AI를 사용하는 새로운 규칙입니다. 언어 학습에서 장애성에 대한 통찰을 공유합니다. 통찰이라는 말은 생각이라는 거예요. 그냥 창의성에 대한 생각을 공유합니다. 이렇게 이해해도 돼요. 생각 알죠? 눈이. 생각. 창의성이 왜 중요할까요? 한국어로 얘기할 수 있어요? 창의성은 왜 중요해요? 쌍따올라 관종 바이사오 쌍따오 창의성 쌍따오 창의성은 왜 중요한가요? 언어 공부하는데 한 대답할 수 있어요? 보테 자오로이 về vào hồi của tôi Vâng. 한번 생각해 봐요. 쌍따오가 왜 중요할까요? 생각하면 không biết sáng tạo giúp chúng ta suy nghĩ những mới mẻ hơn trong học tập và công việc. Hàn Quốc tiếng Hàn là không không tiếng Việt tiếng Hàn 한국어로 한번 이야기해 보려고 노력해 봐요. 업무에서 더욱 혁신적으로 생각하는 그냥 그러니까 한국말 할때 어렵게 생각하지 말고 그 단어만 이야기해 봐요. 생각나는 단어. 엔코테 노이 뚜 홍가오 문장 얘기 안 해도 돼요. 창의성 생각 무슨 단어 생각나요? 창의성 하면 쌍따오 코테 엔코테 노이 베 쌍따오 갱한 방 갱한 뚜 단어만 얘기해도 돼요. 보태휴? 네, 저는 선생님의 베트남어 이해했어요. 하지만 제 한국어로 말하기 어려워요? 알아요. 그러니까 어려우니까 쉽게 말하는 방법을 자꾸 연습해야 돼요. 렌탑 노이 탱한 그러니까 쌍따오 하면 생각나는 단어 뭐예요?
쉬운 단어로 생각해야 돼요. 아, 제양, 두 제양. 아, 중다 빠이순이 두 제양. Easy word. 네. 어떤 단어 떠올라요? 창의성 하면. Sáng tạo phải có cảm hứng và rất tốn nhiều thời gian, không phải tự nhiên mà chúng ta có thể sáng tạo được. Cố gắng 하면 뭐예요? 한국어로 고강. 네. 고강 혹시 기억나요? 한국말? 시간이 소요됩니다. 우리가 모든 것을 창조할 수 있다는 것은 자연스러운 일이 아닙니다. 고강 노력하다라는 뜻이지. 노력, 노력하다. 노력하다. 무슨 노력해야 해요? 창의성을 위해서. 창의성을 위해서 어떤 노력을 해야 할까요? 노력. 오케이, 어려워요. Tiếng Hàn오케이. của em còn rất kém nên em không biết nói sao để cho thầy hiểu. Vì câu hỏi này rất khó, vì sự sáng tạo phải cần có thời gian và tùy vào lĩnh vực của công việc mà mới có cần sự sáng tạo. Ok. 제 자, 한국어 그럼 있어서 나중에 어떻게 말해야 할지 모르겠습니다. 이 아. 질문은 매우 어렵기 때문에 이해해 주실 수 있습니다. 창의성은 시간이 걸리고 업무 분야에 따라 다르기 때문입니다. 네, 맞아요. 창의성을 향상시키는 것은 하루아침에 일어나는 건 아니에요. 하지만 창의성을, 그러니까 만약에 우리가 AI로만 공부한다 그러면 우리는 AI에 의존하기 때문에 창의성을 잃어버릴 수 있어요. 그래서 AI가 좋지만, 좋은 도구이지만 100% AI로 공부한다라는 건 창의성에 문제가 있을 수 있어요. 오케이. 다음 문단 읽어볼게요. 베트남어를 가르치는 언어 파트너들과 함께, 이건 시작했으면 좀 이상한데, 우리는 세션을 창의적으로 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어, 우리는 식당과 관련된 10개의 특정 단어에 집중합니다. 시간이 빨리 지나가고 AI가 진화함에 따라 인간이 AI의 창의성을 따라잡을 수 있을지 의문을 품습니다. AI는 명확하고 구조화된 입력을 제공하지만 그것이 우리의 창의성을 향상시키는지 의문입니다. 내용은 좀 이상한데, 네, 한번 읽어주세요. 네, 베트남어를 가르치는 언어 파트너들과 함께 시작했습니다. 우리는 세션을 창의적으로 만들기 위해 노력합니다. 예를 들어, 우리는 식당과 관련된 10개의 특정 단어에 집중합니다. 시간이 빨리 지나가고 AI가 진화함에 따라 인간이 AI의 정의성을 따라 잡을 수 있을지 의문은 범습니다. A는 명확하고 구조화된 입력은 제공하지만 그렇지 우리의 정의성은 향상시키는지 의문입니다. 네. 아, 이게
AI는 뭐든지 빨리 해줘요. 냔냔. 그거는 하나의 큰 장점입니다. 왜 그럴까요? AI를 이용하면 우리는 무엇을 절약할 수 있나요? 이해할 Junta 단점은 potentiente AI 기반의 large 신비 그리고 수준 AI. AI 이용하면 우리는 무엇을 절약할 수 있어요? 네. 우리가 질문에 매우 빨리 대답하도록 도와주기 때문에 우리는 생각하기가 게으르고 학습에 창의성이 없습니다. 네, 맞아요. 학습에 창의성이 없습니다. 하지만 장점은 있습니다. AI로 공부하면 어떤 장점이 있을까요? 그것은 AI는 우리의 시간을 절약해 줄수 있습니다. 티엔겐 또이지안. 어떻게 생각하나요? 공만 싸오 라지? AI가 시간을 절약해 준다고 생각해요? 엠만아랑 순이 AI 아 지옥 AI 지옥 중다 틴 티엔 도이잔 홍 Trí tuệ nhân tạo thì giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có hai mặt, đó là có thể vì nó quá thông minh nên nó có thể dùng cho mục đích xấu, chẳng hạn như về chính trị, hay là dùng để trộm cướp những tài khoản ngân hàng, thì như thế nó sẽ không tốt. 내가 베트남어를 잘 알았으면 좋을 텐데 잘 이해를 못했어요. 하지만 쉬운 건 아니지만 그래도 한번 알아들으려고 노력해 보겠습니다. 어쨌든 AI는 창의성에는 큰 도움이 되진 않지만 시간을 절약해 줄수 있어요. 시간 절약. 게임 도이지안. 그래서 AI를 활용하면 수중 AI, 뉴 중따 수중 AI, 중따고테 혹, 노이무, 혼얀, 더 빨리 공부할 수 있다라는 생각은 합니다. 오케이. 하지만 창의성은 다른 얘기니까. 자, 그러면 또 읽을게요. 새로운 규칙은 50-50 접근법입니다. 50%는 AI로부터 배우고 50%는 인간의 창의성에 전념합니다. AI만 사용하면 우리가 창의적이라고 착각할 수 있지만 진정한 창의성은 더 많은 것을 필요로 합니다. AI는 놀라운 결과를 만들어낼 수 있지만 단지 AI만으로 내 창의성이 향상된 것은 아닙니다. 베트남어 학습 속도가 현저히 빨라진 것이 장점입니다. 네, 읽어주세요. 새로운 규칙은 50-50 접근법입니다. 50%는 AI로부터 배우고 50%는 인간의 정의성에 전념합니다. AI만 사용하면 우리가 정의적이라고 착각할 수 있지만 진정한 창의성은 더 많은 것은 필요합니다. AI는 놀라운 결과를 만들어 낼수 있지만
단지 A만 nữ로 네 trang y song y hyung song ten kosun an nimnida Vietnam học sắp sắc tô ca hyung chong hi ba la jing koksi chong chom imnida. 네. 규칙 알아요? 규칙? 방법? 규칙. 어떻게 생각해요? 이 규칙에 대해서 어떻게 생각하나요? Chúng ta sẽ tự hỏi những điều sáng tạo như thế nào để có thể giải quyết một vấn đề hay học tập thì nhanh nhất thì sẽ có một câu hỏi trả lời rất nhanh chóng cho chúng ta bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, có một số người sẽ dùng cho mục đích xấu, ví dụ như hỏi về lĩnh vực chính trị hay sử dụng trí tuệ nhân tạo để dùng cho mục đích xấu, ví dụ như ăn trộm tài khoản ngân hàng hay dùng những điều bổ mặt từ AI để vào công việc xấu. 하지만 나쁜 목적으로 사용하는 사람들도 있습니다. 예를 들어 나쁜 목적으로 인공지능을 사용하거나 은행 계좌를 훔치거나 나쁜 직장에 들어가는 것입니다. 네. 번역을 이용하는 방법 좋긴 한데, 그렇지만 그렇게 하면 한국어 실력을 빨리 늘 향상시키긴 어려워요. 자, 우리가 걱정할 필요가 없는 것은 틀리는 것, 성치사 걱정 안 해도 할 필요 없습니다. 숭따 홍간 홍친싹 이 숭따 노이 노이 누 외국어 할때 틀리는 거 걱정할 필요 없어요. 그래서 탄도 번역을 사용해서 공부를 하면 우리가 의사 전달은 잘할 수 있어요. 자오탭 의사 전달, 의사 소통은 잘할 수 있는데 번역하면 하지만 그 방법으로 우리가 외국어를 공부하기는 어렵습니다. 그러니까 홍친삭 맞지 않지만 그 한국어로 얘기하려고 노력해야 돼요. 오케이? 네. 오케이. 1분 남았으니까 다음번에 할 때는 나도 베트남어 틀리는 거 많아요. 홍친사 능마 도이 고캉 노이 망 팅벳 네. 탄 고강 노이 망 팅한. 오케이? 오케이. 오케이. 잘 자요. 네. 땀빛. 아메타이 안녕히 주무세요. 네, 좋아요.